Sau khi lập lệnh sản xuất ngày mùng 5 tháng 3 xong thì chúng ta sẽ lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất ngày mùng 5 tháng 3 đó. Để phần mềm cập nhật các mã vật tư mà chúng ta đã định mức ở ban đầu lên phiếu xuất kho cho các bạn. Chúng ta mở lệnh sản xuất ngày mùng 5 tháng 3 ra và nhấn vào lập phiếu xuất, tích chọn tất cả các thành phẩm cần xuất kho vật tư ra để chế biến món ăn, nhấn đồng ý. Phần mềm tự động cập nhật số lượng và tên vật tư cần xuất ra để chế biến ra các món ăn. Vì ở lệnh sản xuất mỗi một thành phẩm chúng ta đã định mức ra số lượng nguyên vật liệu một đơn vị sản phẩm rồi, thì khi chúng ta lập lệnh cho bao nhiêu thành phẩm cần xuất ra thì phần mềm sẽ tự nhân số lượng thành phẩm cần xuất với số lượng nguyên vật liệu của một đơn vị sản phẩm sẽ ra tổng số lượng nguyên vật liệu cần sản xuất cho một thành phẩm. Và phần mềm sẽ tự động cập nhật lên trên phiếu xuất kho. Lúc này chúng ta chỉ cần chọn người nhận là Nguyễn Văn Thạnh. Ngày là ngày mùng 5 tháng 3. Sang phần thống kê, chúng ta chọn nguyên vật liệu trực tiếp. Bởi vì ở đây chúng ta làm theo thông tư 133, nợ 154 có 152. Còn nếu làm theo thông tư 200 thì các bạn hạch toán nợ 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp rồi. Do đó không cần phải chọn thống kê nữa. Còn ở đây tôi làm thông tư 133 thì tôi buộc phải chọn nguyên vật liệu để tôi biết được đây là chi phí 154 là của nguyên vật liệu trực tiếp. Đồng thời, ở bên phần đối tượng tập hợp chi phí, phần mềm cũng đã tự động cập nhật các thành phẩm tương ứng. Hạch toán xong rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Đối với việc xuất kho nguyên vật liệu ra để chế biến món ăn thì đơn giá thành tiền phần mềm sẽ không cập nhật. Chỉ khi mà cuối kỳ chúng ta tính giá xuất kho bình quân và tính giá thành thì phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn giá và thành tiền của các vật tư cần xuất ra cho các bạn. Chúng ta đóng lại. Để xem phiếu xuất kho nguyên vật liệu tham chiếu từ lệnh sản xuất thì chúng ta vào phân hệ kho tab nhập xuất kho, chọn kỳ cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Đây là phiếu xuất kho ngày mùng 5 tháng 3. Chúng ta có thể click mở ra để chúng ta xem. Nếu sai thì các bạn bỏ ghi và xóa hẳn đi. Sau đó sang lệnh sản xuất, mở lại lệnh ngày mùng 5 tháng 3 để lập lại phiếu xuất kho. Trong trường hợp nếu như chúng ta phát hiện ra định mức sai hoặc là cần thêm chi phí vào để chế biến món ăn cho một thành phẩm nào đó thì các bạn sẽ phải xóa, bỏ ghi và xóa phiếu xuất kho mà chúng ta đã lập đi. Sau đó sang lệnh sản xuất, mở lệnh sản xuất đúng ra, chúng ta nhấn sửa. Lúc này ví dụ như các bạn muốn thêm nguyên vật liệu để chế biến ra món ăn lẩu gà chẳng hạn, chúng ta muốn tăng gà thịt lên thành 2 kg thì lúc đó chúng ta phải nhấn vào chữ sửa, và trong phần tên thành phẩm lẩu gà này bên dưới định mức thì chúng ta sửa lại là 2 ở trong cột số lượng nguyên vật liệu của một đơn vị sản phẩm thì phần mềm tự nhân lên số lượng nguyên vật liệu cần xuất. Hoặc nếu như chúng ta muốn giảm nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ giảm trong phần định mức này chứ không được vào phần danh mục mở thành phẩm và mở định mức ra để chỉnh sửa trong phần định mức đó. Các bạn lưu ý. Sửa xong rồi thì chúng ta nhấn cất và lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất vừa được sửa. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất ngày mùng 5 tháng 3 trên phần mềm Misa.